xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Phúc giới thiệu tới các bạn một món bánh, đó chính là món bánh đúc mặn thập cẩm. Một món bánh rất ngon mà lại nhiều dinh dưỡng, cách làm thì lại dễ nữa. Khi làm xong thì phần bánh của mình dẻo, có độ dai nhẹ, nước cốt dừa thơm béo và kết hợp cùng với lại tôm và thịt ăn rất ngon. Và để làm món bánh này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với Phúc nha. Và các bạn thấy mình chia sẻ hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị để làm bánh. Đầu tiên thì sử dụng là 300g bột gạo, 50g bột năng, 1 lít nước cốt dừa. Thịt xay thì mình xài ở đây là 200g, 50g hành lá, nửa củ cà rốt, 50g tôm khô. Thì tất cả những nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và đầu tiên để chuẩn bị làm thì mình đi pha bột trước. Các bạn cho hết 300g bột gạo vào trong thau. Tiếp theo thì cho vào đây là 50g bột năng. Bột năng sẽ có tác dụng làm cho cái phần bánh của mình dai ngon hơn. Khi đã cho bột vào xong á thì mình cho vào đây là 3 muỗng canh đường nha. Làm cho cái phần bánh này nó hơi ngọt thôi chứ không làm cho ngọt quá. Và sau đó thì dằn vào đây chút xíu muối trắng. Rồi từ từ mình cho hết 1 lít nước cốt dừa vào. Và các bạn hòa tan cái chỗ bột này ra. Thau bột gạo thì cũng đã hòa tan xong hết rồi. Thì mình để đây cho cái phần bột này nghỉ tầm khoảng là 30 phút. Trong thời gian mà chờ đợi cái phần bột nghỉ đó thì bắt đầu mình sẽ đi xào thịt. Các bạn cho một ít dầu vào trong chảo. Sau đó thì mở bếp lên. Phần dầu ăn thì đã nóng rồi. Các bạn cho vào đây là nửa củ hành tím. Mình băm nhỏ ra như thế này. Rồi mình phi thơm lên. Hành tím thì cũng đã phi cho thơm rồi. Bây giờ mình cho cái phần thịt xay vào. Sau đó thì các bạn đảo đều lại. Cho cái phần thịt này săn lại. Thịt heo thì mình cũng đã xào cho nó săn lại như thế này rồi. Bắt đầu thì nêm gia vị vào. Các bạn cho vô chút xíu muối, một ít đường cát, một ít bột ngọt. Và cho thêm chút xíu nước mắm để cho cái phần nhân của mình được thơm hơn. Thì các bạn chỉ cần làm cho nó hơi vừa ăn là được rồi. Tại vì trong cái thau bột lúc nãy mình đã cho muối. Đảo đều rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho nửa củ cà rốt, mình xắt hạt lựu vào. Đảo một lúc để cho cái phần cà rốt của mình nó chín hẳn nha. Cà rốt thì mình cũng đã xào cho gần chín rồi, thì đây là cái phần tôm khô nè, các bạn rửa sạch, sau đó thì mình cho vào luôn nha. Lúc này thì phần nhân của mình cũng đã xào được rồi nè, cuối cùng thì cho hành lá vô. Cho vô rồi các bạn đảo qua đảo lại rồi mình tắt bếp. Như thế này là được rồi nha. Rất là thơm đó các bạn. Thau bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn. Và cái phần nhân thịt này cũng đã để nguội một chút xíu rồi. Thì bây giờ sẽ cho hết cái phần nhân này vào trong thau bột luôn. Chứ mình không có làm nhân rời ở ngoài. Khi đã cho vào xong thì mình trộn đều lên và sau đó bắt đầu đi lấy trùng. Và để lấy trùng thì mình sẽ cho hết cái số bột này vào trong một cái chảo sâu lòng. Khi đã cho vào xong thì mình mở bếp lên. Và các bạn khuấy cho cái phần bột của mình nó hơi đặc lại một chút là được. Chảo bột mình khuấy được một lúc thì cũng đã nóng và hơi vón cục lại như thế này nè các bạn. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp. Chứ mình không có lấy cho cái phần bột này nó quá đặc nha. Tắt bếp rồi thì mình khuấy một lúc nè để cho cái phần bột này nó đều lại với nhau. Mục đích mình làm như thế này á, để một lát nữa khi cho vào trong khuôn, cái phần nhân nó sẽ đều từ dưới lên trên chứ không có bị nổi hết lên trên mặt. Bột thì mình cũng đã khuấy xong hết rồi và để hấp thì mình sử dụng ở đây là một cái khuôn nhôm nè các bạn. Khuôn này đường kính là 22 cm và mình có lót ở dưới là một lớp lá chuối để một lát nữa khi lấy thì sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình múc bột từ từ cho vô trong khuôn nha.
cái độ dày mỏng là tùy vào cái sở thích của các bạn. Mình nếu mà làm dày quá thì cái thời gian hấp nó sẽ hơi lâu. Còn mỏng thì hấp nó mau hơn. Bột thì mình cũng đã cho vào trong khuôn xong rồi nè, thì mình chỉ cho tầm khoảng là nửa khuôn thôi chứ không có cho nhiều. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị một cái nồi nước sôi và mình để vào trong nồi hấp luôn. Nồi nước mình chuẩn bị cũng đã sôi rồi nè, thì các bạn cho cái phần khuôn này vào, mỗi khuôn như thế này thì mình sẽ hấp trong vòng là 10 phút. Ô bánh hấp nãy giờ thì cũng đã đủ thời gian rồi nè các bạn, và cái phần bánh cũng đã chín rồi. Khi chín thì bánh nó sẽ hơi trong lại một chút xíu, thì mình sẽ lấy bánh ra và chuẩn bị hấp tới cái mẻ tiếp theo. Với những mẻ khác thì mình cũng sẽ hấp tương tự cho tới khi nào mà hết chỗ bột này thì thôi nha. Bánh thì mình cũng đã hấp xong hết nè các bạn, thì mình được ở đây là 3 mẻ, mình đã lấy ra trước 2 mẻ rồi. Và bánh này khi hấp thì mình không có cho dầu nha, tại vì nước cốt dừa sẽ ra dầu và khi các bạn hấp thì không có bị dính và mình lấy ra rất là dễ. Bánh rất là mềm và dẻo nè các bạn. Lá chuối thì mình đã lót một lớp rồi nên là lấy ra vô cùng dễ dàng. Bánh đúc thì mình cũng đã lấy ra xong hết rồi các bạn, hấp nguyên ổ như thế này thì nhìn rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mình cắt cái phần bánh này ra, và để cắt thì mình dùng một cái dao, các bạn bọc lại một cái lớp màng bọc thực phẩm nè. Như vậy thì khi cắt cái phần bánh của mình nó rất ngon và nó không có bị dính. Cái màu cà rốt rất là đẹp nè các bạn, và hấp mỏng như thế này thì bánh nó không có bị nín và bánh rất là mềm và dẻo luôn nha. Cắt dài xong rồi thì bây giờ mình sẽ chấn ra thành những cái miếng vuông như thế này. Rất là ngon nha các bạn. Bánh đúc mặn thập cẩm thì mình cũng đã cắt ra xong hết rồi, và để ăn kèm thì mình chuẩn bị thêm ở đây là một cái chén nước mắm chua ngọt này các bạn. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức cái món bánh này với mình nha. Và đây là cái phần bánh, bánh của mình rất là mềm và dẻo luôn nè, có thịt, có tôm khô và cà rốt nữa. Và phần bánh khi ăn vào thì bánh của mình mềm dẻo, có độ dai vừa chứ không dai quá. Nước cốt dừa mình cho vào khá là béo và gia vị thì mình cũng đã nêm cho vừa ăn rồi. Khi ăn thì mình sẽ ăn kèm với lại một ít nước mắm chua ngọt rất ngon. Và món bánh này thì vô cùng dễ làm mà lại có nhiều dinh dưỡng nữa. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món bánh đúc mặn thập cẩm rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn thành công với món bánh này.